Mới về tới nhà trời mưa luôn cả nhà ơi. Cũng hên nè, chứ còn không là ở ngoài đó nữa là chắc mưa nữa cũng chẳng có chơi bời gì được. Trời mưa ở đây thì nhìn mát mẻ hơn ngoài biển mưa lớn quá. Rồi, xin chào gia đình nha. Bây giờ gia đình mình sẽ ăn bữa cơm trưa. Bà nội với ông nội là lâu, bà nội với ông ngoại là rất là lâu. Lâu lắm rồi mới ăn bữa cơm trưa thế này cả nhà. Lâu chưa? Lâu lắm hả mẹ? Thì hầu cha mất cái giờ đó mà hôm nay cũng ông anh trước đó ta không biết. Dạ đúng rồi, sợ thì có biết chứ. Dạ rồi con kép bà tao già nọ mình vô cũng không biết. Đây là mình chào cái cháu ra, bữa nay là sẵn làm bảo á, cháu nội của nhà này nó chở ông ngoại đi chơi Bình Thuận về ghé thăm chị tôi, ăn cơm với chị tôi một bữa cho bà bố cơm ăn mặn. Tính là hồi cái nậu mà còn hồi lúc nậu còn khỏe là mà về Bến Tre là ba cái năm sinh nhật cái nậu nó đạt mấy tuổi á, một tuổi á, bây giờ là cũng 20 mấy năm rồi đó. Nậu mình về Bến Tre 20 mấy năm rồi đó, bây giờ luôn là không đi đâu nữa. Dạ mẹ mời mọi người, tại vì ba con trai được, con mẹ thì cũng sợ mẹ không ăn cay được. Cũng hơi cay cay à, cái cay đó thử lên nọ nọ thử miếng đây hai cay thử miếng hai cay không cay mẹ được không được. Rồi xin mời đại gia đình hôm nay cùng bữa cơm với gia đình mình nha cả nhà. Rồi xin mời hôm nay luôn tiện cái chuyến ra đi chơi của gia đình ở Thuận Hải Phan Thiết rồi đó, đi Bình Tri chứ là Phan Hải cái mình gần Bình Tri để cái chuyến đường mình trở về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đây là đây đường đi về Sài Gòn là mình phải ghé nhà bà nội, phải ghé nhà mẹ mình, đó là nó sắp bên rồi. Nên luôn tiện ở đây có ông ngoại của Bảo ngồi xe đi chơi luôn thì ngoại nó ghé vô thăm bà nội là lâu quá rồi, xuân gia chưa có gặp nha. Hôm nay luôn tiện đây cũng một công hai bao việc, luôn tiện thì hai anh xuôi là xuôi rồi một tâm sự lắm đó. Cao chưa giả này không? Nói mọi người nghe lại trên xe thì ba mình đâu có biết chạy đường nào, cái đường nào. Bỏ ở đây là gần tới nhà nội con, nhà ông ngoại. Ông ngoại nhớ cái núi Chế Trang này không? Tại vì hồi xưa là lúc mà mình với ông xã mình gần đám cưới đó mọi người, thì ba mình có lên trên đây một lần rồi. Năm rồi á, cha mình mất á, ba mình mới lên là một lần nữa. Nhưng mà lần vừa rồi á thì lên nhà đám tiệc cho nên không có lu bu, không, ba mình không có biết, không có, có nhìn lại hàng xóm, không có nhìn đường, ba mình không biết. Cái lần này bảo nói đây là gần tới nhà nội con rồi, ba mình nói nếu mà ở gần nhà nội con thì thôi ghé vô đi cho ngoại thăm bà nội con chút. Chứ lần trước ghé giờ giờ đi ông ngoại thì đi đám của ông nội con luôn mà ông nội với ông ngoại với bà nội con không có nói chuyện với nhau được gì hết. Thôi coi cái dịp này thì thôi cũng là có cái dịp. Dịp trùng dịp dạ, khỏe thế cũng mừng dạ. Đúng rồi, mẹ đó tự nhiên ba con mỗi năm hoài à, ba hỏi mẹ hoài à. Mẹ cứ hồi năm của anh thì đã đỡ cái đứa bò đó. Nói gì à, nói gì à, mừng như lấy bò đó anh. Dạ. Khỏe không? Dạ. Khỏe là mừng. Dạ. Quá đẹp trai nè. Dạ, tại con làm nước mắm ớt đó con quên. Nó bán ngày ngon dữ lắm. Dạ. Bán thì bán dưới ai bán thì từ không bỏ gì cho bạn. Dạ. Bảo chạy cũng về đó. Không phải. Cá này là cá hồi nãy con mua. Mua ở La Ghi. Dạ. Dạ, mua La Ghi. Tức một hợp thiếp. Dạ. Thì bây giờ lớn tuổi rồi chơi giờ khó ra ngoài thì bếp bệnh bệnh là quê các bạn nè. Nha. Dễ mày bây giờ nấu miền ngoài thì mày biết, mày quê ở ngoài. Hai ông bà tôi nói chuyện phải bằng công dịch viên. Ông này người miền Tây gặp, còn bà là người miền Trung gặp.
đường trai, đường trông, đường cây đổ ra đường gái. Không, bây giờ đi chơi ăn ấy con cá, ăn ấy đồ, không có cơm, ăn cơm ngon nữa nè. Nó làm cơm ngon, không có rồi. Đâu mà nó bắt mình có luộc cá luộc tươi, tươi ngon đúng không nói ok gà bắp rồi nói bắp rồi cá cá thì quá dễ cá rồi mà cũng được cũng được cháu là bố bà đi tôi em học được mà à, đi lái và cần hai đứa không nhỉ? Đi ngay đấy. Cần đúng qua mà cần đã cần nước. Mẹ hôm nay trẻ không mẹ? Mẹ cũng được đó. Thấy nhiều lấy đủ để bán rồi thôi chứ không phải nhiều quá ta đây đâu ăn để móc. Đó hả mình kêu ông bán cho mình 25 ký ổng đâu có gạo ổng bán. Đó rồi lại lấy. Thể mà. Thể mẹ. Con thấy mẹ nấu gạo này ngon. Con kêu là anh Thể em chở cho em bao 25 ký. Ổng không có. Ổng có lấy về cho mẹ thôi bán mẹ thôi chứ không có lấy gì bán gì khác. Cái lại đi cô giá ăn rồi. Trên mình mua nước giá nha nha người ta uống ngon rồi nó lỡ thì lại không về nó không dẻo ở dưới bờ mình sợ rằng nó lấy gạo hết ai cũng ngầm cái rồi nó nói bây giờ con về con lấy rồi con mà quảng cáo cho ông cái anh con chưa dám quảng cáo à quảng cáo láo rồi con có bốc gạo ông nó béo ngon mà ông nó ăn được này đó gạo không dẻo thấy cho ông nằm YouTube nằm về lắm cá thì cá tươi ăn cũng ngon không ngọt mẹ lát gọi cá gì mà cá bớp phanh lớn mẹ không cá bớp phanh lớn vô chợ quá chỗ này bự quá chỗ luôn á phanh cá lớn cho em phòng mấy kiểu ngọt luôn á không mệt thôi còn ngon một lát cá để mai mốt thì Phương ở nhà chia mẹ ăn cơm cao cà chua cao con hả con cũng ngon nè cao cà chua dạ mình muốn ăn món gì món cua cũng nấu còn lòng cá với cá cao cơ bộ con cá xuất nhà là đi ra để lâu quá ăn đủ qua đó tuyệt vời rồi đó ba cao lên làm được lên lên mệt quá nè chạy đâu chứ không phải cái đầu chỗ có ba rồi ăn chạy rồi cái quán có nhiều nhà hàng không ăn hàng đi mua bốn trăm thì ăn chạy đâu nóng mà đi lớn quá lâu làm già xa mà đó mình không có đi xa không quen đâu có đi xe đò xe gian mình đi cũng ở đó cũng quá cái xe thang nó mệt đó xe thang cũng quá từ Bến Tre mình lên đây là 200 cây số này hai là cái số mà chưa đi về bến xe lúc bến xe đi treo lên lúc bến xe ai có xe thang cũng biết chứ còn mà chiếc xe thang nó có cái bình thang giống mình với đá bự á treo ở sau mà treo mà ai còn mất cảm giác còn tự động còn tọt luôn còn phụ không còn lớn rồi vậy ai mà đi sau mà cảnh thùng thang ở đó
mà nó mất cảm giác thôi, từ giữa hồn còn mới lên dây nguyên quá cuối ngủ à thế mà gọi rồi và cho ra nó lại lên độ rồi mình nghe cho bằng như như tập lửa hả? Ờ rồi như tập lửa nó lên yếu quá ngồi đi ngồi đây ngồi để nó chơi để cho nó ngủ cho ông ngủ cho ông ngủ ngày đâu rồi anh biết dài đó ngày ba cử ngày ăn ba lần ba uống cử ra nói ra à dạ ở đâu cũng bệnh dễ cho các bạn cho đi ông đi tao biết đào biết ăn tao sợ cái đầu tao biết là ngồi buồn với mẹ hắn ở đây rồi đó cha mẹ ở nhà quen với có người đây là sắp qua bây giờ chồng ha sắp không có tình cho mẹ không để cái chồng bây giờ tao gọi nó đây chứ trời tôi bài hồ hơn như là cái này mười cái tao mà bỏ cái tôi lá tôi chắc tôi trước rồi tao qua thoát vào đây bảo không đa quá chứ mà không đa không bệnh là cũng chắc đừng có 7 ngày mà nên mà cái đó là cũng cái đi báo trước cho bệnh dạ. Nhưng mà bệnh thích mà có con quên rồi dạ có gì có chở nó chơi là tôi bị đau gì đó cười lắm ở đó ông đi đâu tôi đi đó khổ thiệt ừ, mình nói như nói là tính nó chơi vậy không nhưng mà nó khiếp nó khiếp là khổ khiếp rồi hôm nay có cái gì này sẵn không mà nội đúng rồi chứ còn mọi người không có cơ hội cái đầu tư á mình nghĩ là ba không có đi đâu hết nên con tưởng sợ qua đi không nổi rồi xa rồi ai nhà giờ thấy băng đi được rồi bầm chân giờ lên tuổi lắm là rồi còn quá tầm vậy rồi bây giờ mình dở cháu kêu mẹ biết dạ dọn dẹp này xong để ông bà ngoại qua ông bà nội với ông ngoại qua bên uống nước trà bye bye ông cháu này để cho cháu cắt cái chuỗi đi con cắt chưa cái đường đó, đường cái đường đó. Nãy mình thấy mẹ đi mập quá chứ. Ăn uống điều độ. Không giờ tốt cho lành. Có người chăm sóc tốt quá. Giờ có thì bác lên chờ mẹ cho ta thuốc mẹ tóc. Mẹ con trên ngày cũng ba ba cử dạ sáng trưa tối bên xui của mẹ con cũng mời chú chơi cơm luôn thằng sáu cũng chơi cơm luôn rồi nó diễn cùng diễn ông ngoại con cũng đơn chứ đâu cho biết nhạc ha cô chờ, hát nó chửi cho con. Không, ăn uống nghỉ chút, chạy lại lắm cho chút cái dạ. Là về luôn. Chiều về hả? Dạ. Cô ở lại cho người chứ. Chiều 3 giờ 3 giờ 2 rưỡi mình nghỉ ở làm 6 giờ 2 rưỡi là 3 giờ. Mình đi chạy sao lắm, chạy mấy cái thằng thôi. Đi lên trống đây con. Lên trống kìa. Đi đi, đi bên nào. Đi lên trống. Đi. Ông xuống lắm. Sao quay hả bảo? Ủa? Đi ăn xong uống trà còn mà nội đi ăn xong ớ ăn tàu.
ông cúc mình ở đầu vui đứa đó. Con có đi cái đường Mẫu Dinh, con đi đường cô. Đường đó ra rồi đi tới luôn này nó ngồi chỗ. Đúng là ba mươi ba bảy chưa biết mẹ giờ giờ giấy tờ hoài đi con chưa biết. Dạ. Bây giờ chở lên là bây giờ cô chạy ở đây là mạnh nha. Dạ. Không về hả? Về luôn. Dạ, không về mẹ. Mấy mẹ biết sao không? Mấy ngày nay cha ba con đi đuối quá. Mà mệt lắm rồi. Có ngủ nghe gì nữa. Ham đi. Ham đi chứ đâu có ngủ nghe gì. Hồi nãy cô có lên đốt ngang cho ông tôi lên gặp nhà tàu giả. Hồi nãy cô vô thăm anh, bây giờ tôi tờ bây giờ tôi vô gì thành thốt anh hở khỏe nha. Không về đâu nha. Bữa nào lãnh con với mấy đứa chúng tôi đi nhậu nha. Hai đứa nhậu ra. À mà khối gì rồi. Trời ơi, trúng đầu. Đi nhớ khối, đi nhớ khối nè. Mắt. Con xin chào nội ông về luôn nha. Thưa nội ông về. Ê, con về nghe mẹ. Con nội con xuống rồi. Thứ bảy tuần sau là con xuống lại. Sáng này chị em vô để cho anh nội bất ngờ. Ơi thì các bạn ơi, coi như là cái video hôm nay mà cho ông ngoại gặp bà nội chơi ăn cửa cơm tâm sự cũng rất là vui, rất là hạnh phúc. Thì thấy ông nội, ông ngoại mình cũng còn khỏe và bà nội mình cũng còn khỏe cả nhà. Đó thì con cháu thì cũng mong sức khỏe cho ông bà thôi. Còn cũng không biết cầu mong gì hơn nữa. Thì coi như là bây giờ gia đình mình xin kết thúc cái video ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình trong suốt hành trình. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video về nhà Ngân nha.